Thử thách 30 ngày theo học tiếng Hàn sơ cấp. Hôm nay chúng ta đến với bài số 13 với chủ đề Mua tri cáo, có nghĩa là anh chị dùng gì ạ? Trong bối cảnh vào nhà hàng của ngoại, chúng ta sẽ gọi món như thế nào? Và tất cả những nội dung liên quan chúng ta sẽ giải phân tích sau khi mà chúng ta hội thoại. Quả. 뭘 드릴까요? 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭘 드릴까요? 메뉴 좀 주세요. 윌슨 씨, 무엇을 먹을까요? 불고기를 먹읍시다. 좋아요. 냉면도 먹을까요? 네. 아주머니, 불고기하고 냉면 두 그릇 주세요. 다시 들어보세요. 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭘 드릴까요? 메뉴 좀 주세요. 윌슨 씨, 무엇을 먹을까요? 불고기를 먹읍시다. 좋아요. 냉면도 먹을까요? 네. 아주머니, 불고기하고 냉면 두 그릇 주세요. Như vậy chúng ta vừa nghe hội thoại xong, hội thoại giữa ba người, Asimoni đó là chủ của nhà hàng đúng không ạ, một người phụ nữ, Young Suk và Wilson. Ososeo, chúng ta đã gặp từ này ở trong bài hôm trước đúng không nào, vào một cái cửa hàng mua táo đúng không? Thì người chủ người ta cũng nói là gì? Ososeo có nghĩa là mời vào. Yogi Anjuseo, đây là một cái từ mới. Anjuseo đó là một cái từ, là một cái lời mời đúng không nào, mời ngồi. Mua tri cáo có nghĩa là anh chị dùng gì. Cái từ mua ở đây là từ viết tắt đúng không? Của mùa xưa. Thế còn tương tự như vậy chúng ta có nukuru, chúng ta viết tắt là nukur đó. Và chôn chung seo thì cũng là một cái lời đúng không ạ? Kiểu là ở đây không phải là một lời mời mà là việc xin cho đúng không ạ? Xin cho và xem menu đúng không nào? Chủ đà menu chôn chung seo. Wilson si mùa xưa mặc tư cáo. Wilson anh ăn gì? Bùi cookie đưa một bức xì tà. À, ăn bùi cookie đi. Có nhận một lời mời mọc đúng không ạ? Một lời mời, một lời gợi ý. À, thì ăn bùi cookie đó là một cái món ăn truyền thống của Hàn Quốc đúng không nào? À, và tiếp tục chúng ta có là suayo. À, ok. À, những ăn tô một từ cái ốp và lại gợi ý tiếp là gì? Thế thì còn có ăn mì lạnh luôn nhỉ? Nè, sau đó thì Wilson đã gọi người người chủ quán đúng không nào? Asumani bulgogi haku nengmyeon du geureut juseyo, có nghĩa là cho cháu bulgogi và hai bát mì. Bây giờ chúng ta sẽ đọc hội thoại một lần và chúng ta sẽ cùng phân tích được bắt bài. 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭘 드릴까요? 메뉴 좀 주세요. 무슨 씨 무엇을 먹을까요? 불고기를 먹읍시다. 좋아요. 냉면도 먹을까요? 네, 아주머니. 불고기하고 냉면 두 그릇 주세요. Trong ngữ pháp của bài này, nhưng mà trước đó chúng ta đến phần phát âm một chút, chúng ta có từ 앉으세요, đúng không ạ? Nối âm hạt chim, âm chờ của chúng ta nối sang đọc là 앉으세요 thay vì là 앉으세요, ok? Tương tự chúng ta có từ 뭘, đấy một cái âm r cong lưỡi ở cuối và cuối cùng chúng ta có 먹읍시다, đúng không ạ? 먹읍시다. Đến phần môn vọc, phần ngữ pháp của bài, chúng ta có động từ cộng với đuôi ư hoặc là real cả yốt. Đây là một cái lời gợi ý. Trong tiếng Anh nó bằng với cấu trúc là shall we, được chưa nào? Hãy làm gì đó đi. Ví dụ, tối sau qua nê cả ca yốt, có nghĩa là chúng ta hãy đi thư viện đi. Say cơ, yên cơ cả yốt, có nghĩa là hãy đọc sách đi. Hay là mùa xưa, mọc cơ cả yốt, có nghĩa là chúng ta ăn món gì nhỉ? Đó. Tương tự như vậy, cũng bằng cấu trúc này, chúng ta có một cái cấu trúc và cũng bằng nghĩa gợi ý, đó là gì? Động từ cộng với đuôi ư hoặc là biếp si ta, có nghĩa là hãy làm gì, cũng mang nghĩa như vậy thôi. Ví dụ, tức là cái sự chuyển đổi cấu trúc đúng không nào? Trong tiếng Anh cũng có hiện tượng này, chúng ta có thể dùng ví dụ what about, doing something, how about doing something, shall we do something, why don't we do something, let's do something, rất nhiều cấu trúc đúng không nào? Vậy ở đây chúng ta có ví dụ này, 우리 극장에 갑시다, có nghĩa là chúng ta hãy cùng nhau đi, dạp chiếu phim đi. 읽읍시다, có nghĩa là hãy đọc sách đi. 무엇을 먹을까요? 불고기를 먹읍시다. À, chúng ta ăn 불고기 đi. Hay là 언제 만날까요? Hoặc khi nào gặp nhau nhỉ?
내일 만납시다. Okay. Nào, cấu trúc số 3 của chúng ta có danh từ cộng với ek có thể có hoặc không. Tiếp đó chúng ta có danh từ cộng với ư cộng với chủ ta, có nghĩa là cho ai đó cái gì. Ví dụ, 나는 윌슨에게 사과를 줍니다. À, tôi cho Wilson một quả táo. Hay là 전수는 영희에게 꽃을 주었어요. Có nghĩa là tặng, để cho biếu đúng nào. À, 전수 thì đã tặng Yonghi hoa, tặng hoa cho Yonghi. Hay là chúng ta có 나에게 그 볼펜 좀 주세요. À, hãy cho tôi một cái bút cho nào có thể dùng được trong bàn nhà hàng đúng không ạ? Chúng ta có ví dụ như là Chuseo đấy, ngay cả trong bài này đúng không ạ? Ví dụ như là bulgogi, bulgogi hago, mento, tu kurut chuseo đúng không ạ? Rồi, nào đến với phần tiếp theo, chúng ta có kê là kính ngữ, thay vì eke chúng ta có tiểu từ kê. Nào, kê là chúng ta có ví dụ này. Thì chúng ta lại phải dùng từ dita. Từ dita là cái từ mà kính ngữ của từ chủ ta. Ví dụ chúng ta có 선생님 께 사과 한 개를 들었어요. Có nghĩa là tôi đã biếu thầy một quả táo. 아주머니께 이 책을 들었어요. Nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này ở phần này này. 아주머니께 이 책을 들었겠어요. 뭘 드릴까요? 커피 한 잔 주세요. 저 một cái tách cà phê đúng không nào? Han chan chúng ta dùng chan đúng không nào? Ví dụ như bát thì chúng ta dùng từ kurut này, còn chan đó là cơm một tách cà phê này, hay là kê là cái này, hay là từ pyeong là một chai đúng không? Nào với phần ovi và phần pyeonghyeon là biểu hiện này chúng ta có mul ở đây là viết tắt của từ mulseul. Tương tự như vậy chúng ta có nukuru, chúng ta sẽ có là nuku và mua ở đây đó là muot viết tắt. Tiếp tục chúng ta có danh từ cộng với tiểu từ ul, rư cộng với từ mọc tà là ăn cái gì. Ví dụ, chan su nên sa qua rư mọc sư nỉ tà. Có nghĩa là chan su thì ăn táo. Tiếp tục chúng ta có papul mọc có sư nỉ tà, mọc có sỏi ô. Có nghĩa là đã ăn cơm chưa? Hay là nền men nê mọc cư cà yô. Có nghĩa là phải ăn nền men mì lạnh nhé. Mua mọc cỏ yô. Có nghĩa là ăn chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Tiếp tục. So ayo có nghĩa là một ý kiến hay đúng không nào? Thường dùng để đáp lại một cái lời gợi ý. Ví dụ chúng ta có nếu mà nơi mọc cơ cả yuk chúng ta ăn mì lạnh nhỉ? Nè, cho xin nghỉ đà. Chẳng nghe cả yuk so ayo khắp si đà. Số 4 chúng ta có danh từ cộng với hako cộng với danh từ và kết nối và. Ví dụ bulgogi hago nền men chui dẻo, hãy cho mì lạnh và bulgogi. Khẩn xét hago bulpener Wilson CAK juasayo, có nghĩa là tôi đã cho Wilson một quyển sách và một cái bút. Tiếp tục chúng ta có danh từ với tiểu từ qua qua cộng danh từ cũng là kết nối và thôi. Ví dụ bulgogi wa nền men chui dẻo vẫn được, hay là nanen khẩn xét qua bulpener Wilson CAK. Tiếp tục chúng ta có từ kurut, đây là cái từ mà dùng với cái nghĩa là một bát đúng không nào? Ví dụ như là hộp này bát cơm này, hoặc là nền men đó là một bát mì đúng không nào? Có thể dùng để đếm hàng tuần hàng này, ví dụ như là nền men han kurut hoặc là hộp tu kurut đúng không nào? Hai bát se kurut ba bát ne kurut bốn bát vân vân. Chúng ta có ví dụ như sau: nền men han kurut hago bulgogi jom juseo, hãy cho một bát mì lạnh và một suất bulgogi được không? Tôi đã ăn hai bát cơm. Trong khi đó thì từ chan lại mang nghĩa là cốc, là tách. Chúng ta có coffee han chan, hay là make chua tu chan, hay là chusu se chan, mul ne chan một cốc nước, một cốc đặc và uyu thayo san chan có nghĩa là năm sữa. Chúng ta có thể dùng với cà phê đúng không, với bia, với các loại chất lỏng như vậy. Ví dụ make chu se chan chu seo cho bốn cốc bia. Tương tự như vậy chúng ta có từ mul han chan chu seo cho ba cốc nước, hay là chúng ta có là yu han chan ba sat seo, tôi đã uống một cốc gì ạ, tôi đã uống một cốc sữa. Vậy rõ ràng là cái từ chan ở đây nó rất là đa nghĩa đúng không nào?
Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhân sub 1, phần thực hành 1. Copy han chan ha go make to han beng chu zeo, cho một cái copy một cái tách cà phê và han và một cái chai bia. Sa qua nê kê là có bốn quả đúng không ạ? Bốn quả táo. Sa qua nê kê ha go uyu han chan chu zeo, cho tôi bốn quả táo và một cách tách sữa, một ly sữa. Tương tự như vậy, số 2 chúng ta có make chu xe biển hà cố chút sư dù chan chú xe hồ nào. Tương tự như vậy, chúng ta có nền ngát dù cư rứt hà cố make chu han biển chú xe hồ bôi dù chan hà cố chú cứ rất chú dèo là đó là những cái phần của chúng ta. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần số 2, đó là mẫu câu mua sư công vụ hai cả yếu. Chúng ta học gì được gì? Hát quốc và rước công vụ học gì đà. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. On chê cả cả yếu. Nê y rê. Học gì đà, đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ đi. Nú quốc rư mà nà cả yếu. Chóng xúc si rư. Và đáp sĩ đã đó là câu trả lời cách gặp nhau xuất hiện. Mù sư nhóm hoa rư với cả lúc. Hàn Quốc nhóm hoa rư với sĩ đã. Đó là biếc sĩ đã. Ví dụ như là thạp sĩ đã. Như thế nào? Hoặc là mọc cức sĩ đã. Có cái ngữ thì lại sẽ là đôi ức sĩ đã. Như thế nào? Mà nắp sĩ đã vân vân. Mà sĩ đã thì mà ship sĩ đã. Đúng không? Vân vân. Đây là một cấu trúc cũng khó đấy ạ. Và chúng ta phải thực hành để nhớ thôi. Tương tự như vậy, đến câu số 3, chúng ta có tròn su xì nền đó khi xì ấy kết mùa sư chung ngủ cấp. Đó, vui tròn su đã tặng gì cho Yong Hi, chúng ta trả lời là tròn su xì nền đó khi xì ấy kết của chư chú nghỉ tà. Tương tự như vậy, chúng ta có Yong Hi xì nền chi Yong xì ấy kết mùa sư chung ngủ cấp. Đó trả lời là gì ạ? Yong Hi xì nền chị yong si ấy kế yong ngó chết cứ xuống hình đà ai chú mô ni lên chôn sư si ấy kế mò sư chú xuống hình cấp. Chúng ta có câu trả lời là gì đấy ạ? Ai chú mô ni lên chôn sư si ấy kế nề ngà nê xuống hình đà. Hoặc là kính ngữ với người mẹ ở đây thì chúng ta có thể dùng là gì ạ? Chú xin nghỉ đà, đúng không nào? Và câu trả lời của cô ba là gì? Pintira xin nhân sau khi nghiêm kê mùa sư từ đi nghỉ cấp. Câu trả lời sẽ là Pintira xin nhân sau khi nghiêm kê xa quả rước từ đi nghỉ đà đã biểu thành, đúng không ạ? Đã biểu thành táo. Đó là câu chuyện của chúng ta. Tương tự như vậy, chúng ta đến với phần tiếp theo, nhân sự 2, phần luyện tập 2, chúng ta có câu số 1. Câu số 1 hỏi như sau. Đọc bài số 13 và trả lời câu hỏi. Câu 1. Yosuki wa reasonen odie desire desimika. Câu trả lời là gì ạ? Họ ở tại nhà hàng, đúng không nào? Họ ở nhà hàng. Như vậy câu chuyện sẽ là gì đây? Ta có thể nói là tại gì? Restaurant này thì sư mỉ tà được không nào? Tại restaurant. Câu số 2. Tu salamen mùa sư mọc sư mỉ cấp. Có nghĩa là hai người ăn gì? Bùi kuki hà bù. Nên mẹ ăn mọc sư mỉ tà. Họ đã ăn gì ạ? Ăn bùi kuki và ăn nền mẹ ăn mỉ lạnh. Nên mẹ ăn mẹ cư rứt mọc sư mỉ cấp. Tu cư rứt mọc sư mỉ tà. Họ đã ăn hai cái bát mì. Nào, phần 2 chúng ta có si chang nghe cả ca yúc nè si chang nghe cặp si đà. Tiếp theo chúng ta có không quên nghe cả ca yúc nè không quên nghe cặp si đà. Ba ba na rư
sal cà rốt đúng không ạ? Sal cà là mua, thì bây giờ là sal cà rốt. Thế còn riêng ở đây chúng ta lại có là gì ạ? Thì chúng ta lại có ở bên trên đúng không ạ? Thì đấy là cái câu hỏi. Nào tiếp theo chúng ta có là gì ạ? Chi phí do ship xỉ đà, chúng ta sẽ trả lời là gì đây? Chi phí do suy cả rốt đúng không ạ? Suy tà suy cả rốt mà tưởng là nhìn luôn nhé. Tương tự như vậy chúng ta có phương suy rư và phương suy rư và về u cả rốt hẹn tính phát đi này phương suy rư về u xì đà về u xì đà. Ok, ở câu cuối cùng chúng ta có phần ba này. Chai su ca yong ye ke ku su chua sayo chua sayo có nghĩa là chồng su đã mua hoa tặng cho yong hi. Tương tự như vậy chúng ta có aboji nên yong hi e ke san mô nơ chú sát sỏi hồ đúng không ạ? Có nghĩa là bố thì đã tặng quà cho yong hi. Tương tự như vậy chúng ta có san sen hi men, à không phải đúng không ạ, mà đây là ai đây ạ? Đây là chon su si nên, chon su si nên san sen hi ke, ke có thể giải đây à copy han san chúng ta đúng không ạ? Hay là chú Asayo đã mua một cốc cà phê để biểu thầy của thằng thầy. Tiếp tục chúng ta có là gì đây ạ? Chú Moni nên yong hi e ke sa quà rư chú Asayo đúng không ạ? Mẹ đã gì đưa táo cho yong hi. Và cuối cùng là Aboji nên tôi khó nhìn trong bức tranh người ta không hiểu là đây là hành động gì, rồi chúng ta sẽ bỏ qua cái này. Nào chúng ta đến với phần tham mưu sư sẹo hãy viết đúng không ạ? Quý nên ở trên thả bằng ngay cả sinh nhật ta, chúng tôi có mặt tại quán cà phê vào ngày hôm qua và câu chuyện sẽ như sau. Ở sau sẹo mời vào do khi ảnh sư sẹo hãy mời mời ngồi mời từ đi cà rốt mua sư là sư cà rốt uống gì nhỉ? Coffee rư là sư cà rốt đúng không ạ? Hãy uống cà phê nhé. Nê chú a yô đã nên chú sư rư chú sẻ yô. À, ở đây là cái lời gợi ý này. Đã nên chú sư rư và sư sư đà đúng không ạ? Và sư sư đà có thể là chú sẽ uống chú sư. Và sau đó thì tôi nói là gì ạ? À, chú mà đi coffee xe chan hà cổ đúng không ạ? Ba sẽ tách cà phê chút sư tu rồi đúng không ạ? Tu chan hà cổ chút sư ăn sang chút sẻ hộp là một cái chén cà hai chén cà phê và một cái cốc nước trái cây của chúng ta. Đó thì đó là câu chuyện của chúng ta, câu chuyện giữa Tanaka là tôi và Wilson đúng không? Bởi vì là Wilson thì uống chút sư đúng không ạ? Uống juice. Đó, với phần tiếp theo đó là gì? Phần cuối cùng chúng ta có chikuwa na nen để thả bằng ngay cả sinh nhật mùa sư mọc cư cà rốt yaki haseo để nghe phần nói, các bạn có thể luyện tập ở nhà. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại trong các buổi học lần sau. Thank you so much and goodbye for now.